Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà xây dựng độc lập với cái diện tích là 38,5m² trên sổ đỏ, mặt tiền của ngôi nhà 3m16, mặt hậu 3m16 và chiều dài 12,17m mọi người ơi. Và hướng nhà này là hướng Đông Bắc, vị trí của nó thì thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Ưu điểm lớn nhất của cái căn nhà này đó là đường thông, ô tô nhỏ có thể đi qua cửa mọi người ạ. Đấy, ô tô đi qua nhà. Với thiết kế của cái căn nhà 3 tầng, ngõ thông, hướng Đông Bắc, phần cửa chính của ngôi nhà thì đây. Đây mọi người ạ, đây là phần cửa chính của ngôi nhà. Đó, mọi người theo em vào phía phòng khách của ngôi nhà. Với cái diện tích 38,5m², Ngọc Ánh vừa đọc cái thông số trên sổ đỏ thực tế luôn đấy mọi người ạ. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà cũng xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 3 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Phần phòng khách đây rất là rộng quý vị nha. Ngoài đang đứng ở đây, quý vị có thể để cho em một bộ sofa ở đây và cái phần cửa ở bên ngoài thì có thể để xe máy ở đây được ạ. Với cái căn nhà này như Ngoài vừa chia sẻ rồi, nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa này, gần với trường đại học Fenica, gần với lại bệnh viện Nhi đang xây ở ngay chỗ cầu vượt Dương Nội, gần với lại bến xe Nghĩa. Từ vị trí căn nhà này mà ra tới bến xe Nghĩa thì nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 1,5 km thôi, đi lại cũng rất là thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này mà đi lên tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 2 km. Nói chung là với cái căn nhà này tiện ích giao thông đi lại rất là ok, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, trường, phường, trạm. Đây là toàn bộ cái phần phòng khách được thiết kế hệ thống trần thạch cao này. Đây, phần ngăn cách giữa cầu thang và phía phòng khách thì có một cái vách ngăn CNC. Tiếp theo, mọi người theo em vào cái phía phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần phòng bếp. Đây nha, phòng bếp rất là rộng. Cái ưu điểm của nó là ngõ thông, đường thoáng, hướng nhà Đông Bắc. Nhược điểm của cái căn nhà này thì cái phần mặt tiền, mọi người có biết em vừa đọc đấy, mặt tiền ngôi nhà 3m16, mặt hậu 3m16. Cái phần mặt tiền này thì một số khách hàng cũng cân đối, bởi vì là cái thực tế có như nào thì Ngọc Ánh sẽ đọc như thế thôi. Còn đa phần một số khách hàng chỉ thích là mặt tiền từ 4m trở lên. Nhưng mà nếu mà như em thích mặt tiền 5m dài 10 mọi người ạ. Đó, diện tích phải từ 50m. Nhưng những cái căn nhà như thế này thì đa phần là nó diện tích nó chỉ tầm như thế thôi. Và căn nhà này diện tích nó rộng hiện tại cũng đang là hiếm ở trên kênh của Ngọc Ánh đấy. Bởi vì một số cái căn diện tích rộng đã bán hết rồi. Toàn bộ hoàn thiện cái phần tủ bếp của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ sồi. Đó, cái phần tủ bếp, mặt bếp thì nó ốp đá granite, phụ kiện bếp thì được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây là cái phần phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà vẫn có thể kê cho mình bộ bàn ghế ở đây được ạ. Quan trọng nhất đó là vị trí bất động sản, rồi là về cái pháp lý thì mọi người hoàn toàn yên tâm, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Với cái căn này 3,1 tỷ đồng thì quý vị chi trả trước giúp em khoảng tầm 1,3 cho tới 1,4 tỷ đồng tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là khoảng tầm 3 năm mọi người nha. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ những ngân hàng ví dụ rất là uy tín, BIDV từ 7,2% lãi suất một năm thôi. Ngoài cái phần phòng khách và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho mọi người đầy đủ với cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này diện tích 35m², thiết kế và xây dựng 3 tầng. Ngọc Ánh đã review rất cụ thể tầng 1 đường hướng ngõ rồi. Mời theo em lên trên phía tầng 2, 3 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang ở phía trên là thiết kế là gỗ lim, ở dưới này là thiết kế nó là inox mọi người ạ. Và với cái thiết kế tầng 2 của ngôi nhà thì chia ra làm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phía tầng 2 mọi người nha. Đây ạ, được lát sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao. Đây, có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này nó là thuộc vị trí tổ 12, phường Yên Nghĩa, gần như là nằm cạnh khu đô thị Đô Nghĩa luôn mọi người ạ. Cho nên là mọi người ở đây đều được hưởng toàn bộ những cái tiện ích
của khu đô thị Đô Nghiêm mang lại, đó là cái công viên cây đàn này, công viên nước âm nhạc, nói chung là rất là thoáng. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới công viên Đô Nghiêm nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ đó. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ rồi. Ngoài cái phần phòng ngủ phía bên trong thì ở đây còn có một phòng ngủ phía bên ngoài mọi người nhá. Đó, Ngọc Ánh review rất là cụ thể, rất là chi tiết để mọi người có thể cân đối xem video trước khi đi xem nhà. Đó, tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ. Với hiện trạng của ngôi nhà này vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong, chỉ việc xách vali về và ở, hồ sơ điện, hồ sơ nước, chuẩn chỉnh, nhà xây dựng độc lập. Tầng 2 còn một phòng vệ sinh rất là rộng. Đây mọi người ạ, đây là phòng vệ sinh ở tầng 2 đây. Đây, hệ thống là lavabo này, này bồn cầu này, hệ thống sen tắm. Đó, phòng vệ sinh rất là rộng luôn đó mọi người ơi. Nước ở đây đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế đây, cửa công nghệ. Mời mời cho em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế ở đây, một cái phòng rất là rộng nữa ở trên phía tầng 3 mọi người nha. Đây, đó. Với cái này thì nói chung là nó đáp ứng cái công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Với cái tầng 3 này quý vị có thể ngăn phòng ra, ngăn được làm hai phòng. Quý vị có thêm một cái phòng riêng, một phòng làm việc hoặc là phòng thờ. Cái này là tùy mục đích sử dụng. Còn nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay như thế thôi. Và cái giá chào bán đưa ra là chủ nhà đưa ra nha mọi người. Cho nên là quý khách hàng cứ hoàn toàn yên tâm, cái giá mà Ngọc Ánh đã đăng công khai rồi thì không có chuyện bán chênh bán lệch gì đâu, mọi người hoàn toàn yên tâm. Bây giờ quý khách hàng đều là những quý khách hàng rất là thông thái, cho nên mọi người có thể cảm nhận được là ở đâu cái giá mang lại tốt nhất cho quý vị. Đó, cửa ở đây, tất cả pháp lý, sổ đỏ chính chủ, mọi người hoàn toàn yên tâm, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đó, đây là cái phần sân phơi. Ở đây là chủ nhà thiết kế bồn nước mọi người nha. Thực ra cái căn này nó là nhà dân xây mọi người ạ, cho nên là để mà nói cái thiết kế thì nó không phải quá xuất sắc. Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn, nó không quá xuất sắc. Tuy nhiên về cái kết cấu móng nhà rồi cái chất lượng xây dựng thì nó là chỉ xây duy nhất một căn, xây độc lập, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xây dựng. Và cái giá chào bán thì Ngọc Ánh xin nhắc lại 3 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng bốc máy lên và gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.